Em chào các bác. Ở trong lô nhà em hôm nay về được mấy chiếc đồng hồ Nhật Bản, hàng nội địa đã qua sử dụng. Chiếc đồng hồ Citizen kim giật, chiều cao là 18 cm và chiều ngang là 22 cm. Hai bên thì được thiết kế hai cái hai bên hồi này, và ở dưới chân đế là thiết kế đá cẩm thạch, nó rất là chi tiết. Và ở dưới cái trục xoay là những cái chuông, cái trục xoay chuông, các bác nhìn trông giống vàng 18K. Nhà em thì về rất là nhiều các sản phẩm, giá thì nhà em chuyên bán buôn nên là giá cực kỳ tốt. Với những cái chiếc đồng hồ Citizen mà đá cẩm thạch pha pha cả phay nhôm màu vàng như là vàng 18K, không những mang lại những cái nét tinh tế mà các bác sử dụng, các bác chơi những cái sản phẩm này nhìn nó rất là vui mắt. Đấy, giá của chiếc Citizen mà kim giật ở trên thị trường thì các bác biết rồi, những cái dòng đá cẩm thạch thì nó là dạng sang cao cấp, thì giá của nó với cái giá của chiếc Citizen cẩm thạch thì nó rơi vào tầm 4,8 triệu. Nhưng nhà em thì là không chuyên, nhà em thì về rất là nhiều món nên em để giá cho các bác cực cực kỳ là tốt, giá là 3,3 triệu. Em sẽ để số điện thoại ở tiêu đề tin, các bác có nhu cầu về sản phẩm đồ Nhật nội địa bãi thì các bác cứ ới em nhé. Thank you các bác.